Ui, cái cây gì mà nó hoa nó màu, cánh hoa nó màu trắng y như đường xá tôi thường là bướm nó đậu. Chào tất cả anh em nhé, nay tôi lại vừa vào cái vườn điều toàn đá này, điều mới trồng tìm cây. Ô, hoa gì đây nhỉ, cánh nhìn đằng xa như bướm đậu. Cái vườn này dốc lắm, rất nhiều gốc cây này, mới bị chặt đấy. Tìm có gốc gì đẹp không? Vườn điều nhỏ mà quả sai phết. Ui, leo này nó nắng anh em ạ. Được cái gió nó mát chứ không có gió thì nắng lắm. Ngồi nghỉ đi. Đây có gốc chuồn mồi nó tròn này nhanh. Nó có 3 thân. Thân nhỏ chặt thấp nhưng 2 thân to để chặt cao. Rất ok này. Vướng nhiều đá lắm anh em. Không biết cái nào đây. Chuồn mồi nó tròn thì vì mùa này nó chuẩn bị những cái lá già nó rụng hết để nó bật mầm mới để ra quả. Tháng 4, tháng 5 nó bắt đầu ra hoa ra quả. Quả nó rất dai anh em ạ. Quả đến tháng 11 nó hết. Mấy tháng quả. Chơi rất là lâu, chơi quả rất là lâu. Ai không biết ơi. Dễ đào. Giờ đào gốc này anh em xem cho vui nhá. May được cái chỗ này nó dâm. Đá nhiều lắm em. Cậy đúng không? Đá này ra mình lấy được. Đây cái cây này rễ nó mọc ở một chùm ở đây này anh em. Mà cái rễ cọc này nó đâm xuống cái hòn đá này không lấy được. Cắt ngang đây. Trên này có rễ. Giờ tôi đang cắt cái rễ này. Đây, nhiều cây nó khó phết đấy anh em. Gốc này mà muốn lấy sâu thì không lấy được. Mà phía dưới đây nó chả có cái gì đấy anh em. Sau này mình lấy bệ ở đây. Trồng nó hơi nghiêng. Lấy bệ đoạn này thì mình sẽ nhìn thấy cái này nó là một cái bệ này. Mới sâu thì không có tác dụng gì. Gốc này tôi tưởng phía dưới là nó có bệ mà nó gặp đá nó xoắn. Gặp những cái cây đấy mới là cây đẹp. Vườn nó toàn đá không. Điều bà con trồng những cái cây dại như cây này họ chặt. Chặt bỏ đi mình. Nhiều khi cái tận dụng anh em ạ. Cái vài năm thì phun thuốc cỏ điều to lên à. Phun thuốc cỏ là nó cũng chết hết. Thôi giờ tiếp tục cắt. Đây anh em cắt lên này. Đây thì nó dính cả bầu dễ cám này anh em này. Đây, ok. Cái này thì đường nào thì mình cũng cắt dễ ngắn thì để sau này mình trồng cái dáng này anh em. Từ đây lên là mặt chậu này.
cái vết chặt đầu tiên tạo thành những cái thân này, một nhát hai nhát. Cái video đây tạm biệt tất cả anh em nhé.